thôi nào. Ai xài. Tiếp tục lấy thêm cái top 1. Sợ váy hồng nhỉ. Một đấm, hai đấm, ba đấm, bốn, năm, sáu, bảy. Nhìn, nhìn mà thấy ghét khó chịu thế nhỉ. Rồi. Ngoại hình quá ok. Ok. Thôi chị lấy top 1 nhảy ngọ. Nhưng nó lạ lắm. Top 1 kiểu này nó lạ lắm. Địch thấy đông nha. Những kiểu ai đáp đất chưa người ăn. Thằng kia. Thằng kia mình tránh xa ta ra. Nhanh, nó bắn. Tốt rồi. Chuẩn bị hai thằng chọn nhau ngay từ đầu. Ui. Cá này thì bó tay rồi. Ui địch kìa. Hãy cho tôi một cuộc sống bình yên. Hãy cho tôi một cuộc sống an lành. Đi nhặt súng thôi. Rồi, thằng nào. Nãy giờ anh đã không thích bắn thì chớ. Cứ phải đền hồng. Chết nhập, tí nữa đi ra ngoài bò. Rồi, chiến. Thôi vùng an toàn đang thu lại. Trà này khó. Không có ba lô. Đâu ấy? Không có cả hồi máu cơ. Đen nha. Ôi nghe là bạn ạ. Gỡ lại ngay. Uầy. Cái chết của đầu hơi đen. Ôi đồ. Ôi là ta bày những khác. Chứ chuyện đâu cam.
Ui sổ hồi đèn. Sao anh hơi nhỏ. Đặt bom kèo nhưng mà rất tiếc đặt lệch. Ghét. Gây thủ hết tụi bay. Trời ơi. Khu vui chơi thôi. Thôi, khu vui chơi thì lại top 1 rồi. Vào khu này thì chỉ có top 1. Quan sát kỹ, đầu tiên là trên này. Mỗi tội nhật phải toàn khẩu xui chứ. Cứ đợi đó, lát anh nhận súng ngon anh bắn hết. Kìa, nhặt súng ngon cơ mà. Ra toàn súng lợm. Ui. Tốt rồi. Ta sẽ dùng khẩu này đàn hết tụi bay. Tiếc đồ bên kia quá. Thôi luôn á. Đúng. Thôi vứt hết xuống. Toàn xuống lợm. Ui. Ô. Ê, tên này bắn đâu ra vậy? Hơi bực nha. Hơi khó chịu.